Pate phi thẳng vào trong khu vực side C, ảo mộng được trả ra. Nhưng Red Devil vẫn chưa tìm thấy Milo. Milo có một, Bánh Mì cũng vậy. Tiếp tục đẩy vào, Vines là người có thêm một mạng gục. Nhưng Bánh Mì vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình với khẩu Frenzy. Nhưng quả smoke là quá khó chịu và Bánh Mì làm cho mình triple kill. Người cuối cùng còn lại Vines cũng chỉ đổi được một thôi. Đúng gì ngày hôm qua mà tốt rất là cháy. Lord tôi vẫn chưa thấy được nhiều. Ô, mà làm gì này, Milo còn được biến ảnh lên trên khu vực mid nhỏ luôn. Và đây chúng ta nhìn thấy hai viên ốp của Lord đều trượt. Rất đáng tiếc nhưng cuối cùng thì khẩu ốp cũng đã được lên tiếng. Đây sẽ là trận thi đấu thoải mái như có thể gọi là thủ tục mà thôi. Lần này thì Lo đã có điểm hạ gục của 8055. Một pha đẩy mid rất cục và có vẻ như Lo đang muốn tìm nhiều hơn nữa. Lo có được cái double kill rồi, triple kill dành cho Lo. Bánh Mì cũng lên tiếng nhưng Yu ở đây đang làm hết. Triple kill dành cho Yu rồi. Liệu có phải quad kill hay không đây? 1v5 không thành công khi mà Minh Long đã bắt được cái tham mình thì móc quá đẹp. Đặc vụ quan trọng như kiểu là Bridge đã phải kéo về khu vực side C. Điều này sẽ khiến cho khu vực side A trở nên yếu hơn rất nhiều. Lo có một quả smoke trả ra nữa để câu thêm thời gian. Lo hết choáng rồi nhưng cũng chỉ đổi được một mạng trong tình huống này mà thôi. Xíu mại còn đại địa chấn. Đây hoàn toàn có thể là pha trả ngược chiêu cuối để bắt các thành viên của bên phía Ba Tê. Nhưng Vines bị choáng, không một ai check vào góc đứng của Vines. Red Devil cũng có mạng, cuối cùng thì Red Devil cũng bị shut down. Nhưng Bánh Mì không làm được rồi. Có phần nào đó phong cách thi đấu hơi lạ đối với các thành viên của bên phía team Lo-Fi. Và đương nhiên thì Minh Long cũng sẽ không thể làm được gì. Một mạng là quá nhiều cho Minh Long, nhưng hai mạng là hơn cả nhiều đến vị trí của Bánh Mì trước khi mà anh ta phải nằm xuống. Nhưng lần này thì sao đây? Milo muốn xuống Sewer đối đầu với Red và một khẩu Shotty. Thì Milo lại là người cầm Jot, một khẩu súng gọi là bản nâng cấp của Shotty. Vines đổi một, Lo có điểm hạ của Suka và bây giờ Lo hoàn thành được cái double kill. Và Lo quyết định là đẩy tới bến luôn. Vines không kịp rút súng ra trong tình huống này. Và Yu cũng đã lộ ra góc thi đấu rồi. Chiến thắng thứ 6 sẽ đến một cách... Mạng đầu tiên rất quan trọng nhưng bắn trượt lên tới vị trí của Red thôi, xong xong rồi. Điều này là không giữ được súng rồi. Đằng sau lưng có người và Red chỉ đổi được một thôi. Quát kill đến cái tên Minh Long. Tạm thời thì Lo-Fi cũng không có ai bắt lại được anh chàng này. Quả flash làm tốt. Yu nằm xuống, 8055 đổi mạng của Lo. Và Minh Long kết thúc được vài nét. Double kill dành cho Minh Long. Red Devil đổi được một. Bây giờ thì lại là xíu mại lên tiếng và chỉ còn lại một mình Suka mà thôi. Suka đã lộ ra vị trí rồi. Bây giờ thì Suka sẽ phải đối đầu với hai thành viên của team Lo-Fi mà không biết Milo đang ở đâu. Không dám kích hoạt cái thợ săn cuồng nộ. Cần phải tìm được vị trí của Milo đã đây rồi. Milo, ôi pha bắn rất chớ nhưng không sao. Suka đã hạ gục được Milo. Còn một người đôi xíu mại một cái cung rất đẹp nhưng đó không phải là mạng danh. Vào B sẽ là điều đương nhiên đến các thành viên của bên phía team 3T thôi. Sao bây giờ mới bắt đầu được đặt? Nhưng người thì đã phải nằm xuống. Giếng trọng lực còn kéo đi cái xác của Milo. Tsunami cố gắng ngăn chặn người đặt spike và Bánh Mì cũng đẩy ra nhưng không làm được gì. Red Devil một góc đứng quá đẹp và lợi thế hơn người cực kỳ lớn. Suka đổi mạng ngay lập tức. Khả năng team Lo-Fi trôi thêm một round nữa là rất cao. Lần này thì họ đang muốn vào gục mid và từ Tsunami lại một lần nữa bị bắt. Và thậm chí 8055 có được điểm hạ gục của Bánh Mì. Lợi thế đang là cực kỳ lớn. Milo vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Red Devil nằm xuống. Đặc biệt khi họ đang có cho mình cái bức tường phân chia vũ trụ như cái gì đây. Muốn tìm người ở trong cuộc xa bế nhưng mà lại nhắm gà được vịt à? Quay sang bên phải nhìn ngay thì cái đầu của Milo không thể tin được. Bánh Mì đang bị kẹt. Tsunami thì tôi không nhìn thấy cơ hội để có thể cứu người đồng đội của mình. Thậm chí rằng Tsunami cũng chỉ đổi được một thôi. Suka được có câu giờ cho người đồng đội của mình nhưng Suka không có ai cover cho Suka cả. Người ở hôn đâu rồi? Anh Boss bây giờ mới lộ diện. Tinh Linh dò đường đang đuổi theo vị trí của anh Boss nhưng anh ta vẫn có thể làm được thêm một mạng nữa. Vines còn ngôi sao nhưng bao giờ mới kích hoạt. Giếng trọng lực ngăn không cho đối phương gỡ spike, còn thêm cả một cái xung nhịp tân tình. Nhưng bây giờ Lo vẫn đang gỡ, Lo còn cả smoke đã gỡ được một nửa rồi. Vines đẩy vào ngăn chặn được vị trí gỡ spike và đó là cái tên Vines. Nhưng lần này thì quyết định là sói và đi qua luôn đến từ bên phía team Lo-Fi. Bánh Mì đang ăn quá nhiều sát thương nhưng Bánh Mì vẫn kịp đổi một và lần này Lo bắt được cái tên boss. 4v3, Red Devil cùng hồn đã lộ và cũng chỉ kịp đổi một đến từ Red mà thôi. Vines móc qua được cái bẫy. Cái bẫy đang ở một khoảng cách quá xa, không một ai kề lại. Trời ơi! Khoảng cách quá xa và cái bẫy nó không thể được kích hoạt. Và chúng ta có thể nhìn thấy team Lo-Fi đã quá mất tập trung trong tình huống vừa rồi. Không có chiến thắng gì nữa. Đây là thất bại toàn tập tại khu vực mid dành cho các thành viên của bên phía team Lo-Fi. Lo nửa máu, Lo có một và có hai người đang chờ đón vị trí của Lo, nhưng Lo có ba. Milo thì là không có gì cả. Và Ba Tê thì họ lùi rất sâu nhường sai cho đối phương, một quyết định rất hợp lý. Nhưng Lo quyết định bật cho mình dao để có thể tăng thêm độ tự tin
chứ còn chiến thắng thì không có. Và cũng phải nói là Tham Minh dành cho Lo, nhưng Suka quyết định là giúp cho anh chàng Milo lấy được thêm một cái điểm hỗ trợ nữa. Đánh giá ngày hôm nay Suka bắn hay, nhưng Suka hơi chôn với những pha bắn sốc đạt và đồng đội. Chiến thắng 13-3 dành cho Ba Tê. Ai biết gì, ai biết hơn.